Ngoài bốn phiền não này, Mạt Na còn tương ưng với phiền não nào nữa không? Đối với việc này, có năm loại ý kiến. A. Chủ trương nó không còn tương ưng với tâm sở nào nữa hết. B. Chủ trương nó tương ưng với 15 tâm sở, tức là bốn căn bản phiền não, năm biến hành, thêm năm tùy phiền não là hôn trầm, trạo cử, bất tín, giải đãi, phóng dật và biệt cảnh tuệ. C. Chủ trương nó tương ưng với 19 tâm sở, tức 15 thứ trên cộng thêm niệm, định, tuệ và hôn trầm. D. Chủ trương nó tương ưng với 24 tâm sở, tức là bốn căn bản phiền não, năm biến hành, 10 tùy phiền não cộng thêm năm biệt cảnh. D. Hộ pháp chủ trương nó tương ưng với 18 tâm sở, tức là bốn căn bản phiền não, năm biến hành, 8 đại tùy phiền não thêm biệt cảnh tuệ. 28. Đoạn này giải thích Mạt Na tương ưng với thọ nào. Có ý kiến cho nó tương ưng với bốn thọ ưu, lạc, hỷ, xả. Nhưng đúng nhất là ý kiến cho nó chỉ tương ưng với xả thọ. Mạt Na cũng như tạng thức khi đã chuyển nghi rồi thì tương ưng với 21 tâm sở là năm biến hành, năm biệt cảnh, 11 thiện và xả thọ. Còn tánh của Mạt Na khi chưa chuyển y là hữu phú vô ký, mà khi đã chuyển y thì chỉ là thiện tánh. Khi chưa chuyển y thì tùy thức A lại gia sanh cõi nào địa nào, nó điều hệ thuộc theo mà chấp ngã theo cõi ấy, địa ấy. Khi đã chuyển y thì tự tại không còn hệ thuộc. 29. Đoạn này nói đến địa vị khắc phục và dứt trừ Mạt Na có hai. Một là không có Mạt Na ô nhiễm, đó là ở địa vị A-la-hán, vô học, các chủng tử lẫn hiện hành Mạt Na ô nhiễm đều dứt sạch. Còn địa vị khi nhập diệt tận định thì cũng tạm thời dập trừ, nhưng khi xuất định thì vẫn còn. Bậc hữu lậu học cũng vậy, khi có đạo xuất thế hiện tiền thì không có Mạt Na ô nhiễm, khi đạo xuất thế không hiện tiền thì lại có. Chơn kiến thật thấy lý vô ngã và hậu đắc trí đều làm vô lậu nên gọi là xuất thế đạo, khác với lối tu còn hữu ngã gọi là thế gian đạo. Hai là có Mạt Na thanh tịnh, vì Mạt Na xuyên suốt cả địa vị nhiễm và không ô nhiễm. Nếu có tương ưng với Bổ Đặc và La ngã kiến, tức là câu sanh ngã chấp, thì từ phàm phu cho đến bậc hữu học, khi không quán vô ngã thì đều có Mạt Na ô nhiễm. Nếu nó tương ưng với pháp ngã kiến thì từ phàm phu đến thanh văn, viên giác và một hạng Bồ Tát chưa có trí quả pháp không thì đều có Mạt Na vừa nhiễm vừa tịnh. Nếu nó tương ưng với bình đẳng tánh trí thì chỉ có ở Như Lai, đây là Mạt Na thanh tịnh. 30. Đoạn này dẫn thánh giáo để chứng minh có thức Mạt Na riêng ngoài bảy thức kia. Dẫn giáo chứng có hai, một trong nhiều kinh, Đức Bạt Già Phạn nói đến tâm ý thức. Theo nghĩa đặc biệt trỗi hơn thì tâm có nghĩa là tập khởi, ý có nghĩa là tư lương, thức có nghĩa đặc biệt là liễu biệt. Còn theo nghĩa thông đồng thì tâm, ý, thức đều có đủ ba nghĩa là tập khởi, tư lương và liễu biệt. Như vậy nói ý tức là chỉ cho thức Mạt Na. Trong mọi trường hợp lúc nào cũng có thức Mạt Na, vì khi ở địa vị tâm hữu lậu từ phàm phu, nhị thừa hữu học và Bồ Tát trước đệ bát địa thì Mạt Na thường duyên thức A Lại Gia, hằng thẩm xét tư lương Bổ Đặc và La, tức nhân ngã hay sanh ngã chấp, ở địa vị nhập diệt tận định và địa vị có trí quả sanh không hiện tiền thì Mạt Na thường duyên thứ dị thục, hằng thẩm tư lương pháp ngã chấp, ở địa vị Bồ Tát địa thượng, khi trí quả sanh không hiện tiền thì Mạt Na duyên thức dị thục, hằng thẩm tư lương hai vô ngã, ở địa vị Như Lai thì Mạt Na duyên vô cấu thức, hằng thẩm tư lương hai vô ngã. Tiểu thừa thì lấy tâm quá khứ làm ý, tâm hiện tại làm thức, tâm vị lai làm tâm. Một tâm có ba tên theo ba đời, Bạt Già Phạn tức Thế Tôn. Theo kinh Phật Địa đủ sáu nghĩa gọi là Bạt Già Phạn. A.
tự tại, vĩnh viễn không hệ thuộc theo phiền não. B. Xí thạnh, lửa trí mãnh liệt. C. Danh xưng, viên mãn, mọi công đức thù diệu. D. Đoan nghiêm, đủ 32 tướng tốt. D. Cát tường, thế gian thân cận, tán thán cúng dường. E. Tôn quý, phát huy phương tiện, lợi lạc khổ tình, không hề giải đãi. Hoặc phá hoại bốn ma, gọi là bạc già phạn. 2. Trong kinh giải thoát có tụng, nhiễm mô ý hằng thời, cùng các hoặc sanh diệt, nếu giải thoát các hoặc, chẳng đã và sẽ có. Nhiễm mô ý đây tức là thức mạt na, hằng thời tương ưng với bốn căn bản phiền não là ngã, si, kiến, mạn, ái. Khi nhờ có đạo đối trị, quán không vô ngã, dứt hết phiền não, thì mặt na được giải thoát. Bấy giờ phiền não tương ưng với nó chẳng những hiện tại không có, mà quá khứ vị lai cũng không có, vì phiền não không có tự tánh thật. Do một niệm vọng tình hiện tại mà chứa đủ vô lượng chủng tử hoặc nghiệp khổ quá khứ, để sanh ra vô lượng hoặc nghiệp khổ trong vị lai. Nhưng quá khứ thì đã mất, vị lai thì chưa đến. Chỉ một sát na tâm hiện tại thay đổi không ngừng, đâu có thực thể. Dựa vào vọng tâm mà thấy có ba đời, nếu tìm tâm không thấy được, thời hiện tại đã không, ba đời đâu có. Chỉ khi nào ngay tại chỗ ngồi hiện tại mà dứt hết vọng niệm ba đời, mới thấu đạt được ba đời. Lại tìm tâm không thấy được, thì đâu còn hình tướng cách ngại. Ngay khi đó mười phương tiêu vong, trí sáng chiếu khắp mười phương, như cổ đức nói, đây là nghĩa câu phiền não chẳng đã có, chẳng sẽ có. Do đạo đối trị, tức trí quán hay không, mà thấy rõ phiền não vốn không tự tánh, đã không tự sanh, cũng không tha sanh, không tự tha cộng sanh, không vô nhân sanh, chỉ là nhân duyên hòa hợp hư vọng có sanh. Ngay khi vọng sanh vốn không ở trong, không ở ngoài, không ở trung gian, không ở quá khứ, không ở hiện tại, không ở vị lai, sanh tức vô sanh, trốt ráo không tự tánh. Tự tánh đã không, tha tánh đâu có. Tự tha đã không, cộng tánh đâu có. Nói có sanh còn không được, huống là nói vô nhân sanh. Quán sâu sắc như vậy không ngừng thì giải trừ sự quân tập mới và chủng tưởng nghiệp hoặc tự thiêu. Cho nên phần quyết trạch trong luận Du Già nói: Hỏi, khi dứt phiền não là xả bỏ trói buộc, triền hiện hành, hay xả bỏ tùy miên, chủng tử phiền não? Đáp, chỉ xả bỏ tùy miên thì trói buộc hết. Hỏi, bỏ tùy miên quá khứ, hay tùy miên hiện tại, hay tùy miên vị lai? Đáp, chẳng phải dứt quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng nói tùy miên ba đời dứt, vì sao? Vì nếu quá khứ có tâm tùy miên thì nó đã tự diệt, tánh nó đã dứt, còn dứt cái gì? Nếu ở vị lai có tâm tùy miên thì tánh nó vốn chưa sanh, tự thể đã không có, thì sẽ dứt cái gì? Nếu ở hiện tại có tâm tùy miên thì sát na nó sao biến chuyển, không trụ, không cần phải dứt. Lại tâm có tùy miên và tâm lìa tùy miên không hòa hợp nhau, cho nên hiện tại chẳng phải dứt, nhưng do nhân duyên của chánh pháp bên ngoài và chân chánh tác ý bên trong mà có chánh kiến phát sanh. Tùy khi tâm đối trị các hoặc bị đối trị phát ra, mà các tâm tùy miên bị đối trị diệt. Ngay khi tâm này sanh, tâm kia diệt, bình đẳng bình đẳng. Đạo đối trị sanh, tùy miên bị đối trị diệt. Khi tâm đối trị có chánh kiến tương ưng, thì ngay ở hiện tại không có tùy miên, mà ở quá khứ cũng không có tùy miên. Sát na sao tâm lìa tùy miên, nên đời vị lai cũng không có tùy miên. Từ đây đã được chuyển nghi, đã dứt tùy miên, nhờ đó ngay trong thân tương tục này sẽ có được tâm thiện vô ký thuộc thế gian, nghĩa là điều thiện này còn sanh diệt ở vị trí quá khứ, hiện tại, vị lai đều lìa tùy miên, cho nên nói tùy miên ba đời đều dứt. 31. Đoạn này dẫn chánh lý chứng minh có thức mạt na riêng ngoài bảy thức kia. Trên là giáo chứng có hai,
đây là lý chứng có sáu là hằng hành chu minh làm duyên sanh thức, tư lương gọi là ý, vô tâm định sai khác, trời vô tưởng ô nhiễm, ô nhiễm trong ba thời. A. Hằng hành vô minh là thứ vô minh di tế làm chướng ngại chánh trí, nó luôn có mặt khắc các tâm thiện ác vô ký, nơi loài dị sanh trong mọi địa vị nên gọi là hằng hành. Nó lại là thứ vô minh chỉ tương ưng với thức mặt na, chứ không có ở các thức khác, nên cũng gọi nó là bất cộng vô minh, gọi đủ là hằng hành bất cộng vô minh. Khác với độc hành bất cộng vô minh là thứ vô minh chỉ mê lý tứ đế và chỉ tương ưng với thức thứ sáu. Là vô minh có hai thứ là tương ưng vô minh, tức vô minh cùng khởi với tham sân vân vân, và độc hành vô minh là vô minh khởi riêng một mình nó. Vô minh nơi mặt na cũng khởi với tham sân, cũng gọi là tương ưng vô minh, nhưng vô minh này đặc biệt luôn có mặt khắp nơi nên không gọi là tương ưng mà gọi là hằng hành. Còn vô minh cùng khởi với tham sân nơi thức thứ sáu thì là tương ưng, nếu nó khởi riêng một mình thì gọi là độc hành. Hay chữ độc hành thuộc vào bốn bộ loại kiến hoặc chỉ do kiến đạo đoạn, nếu nó khởi chung với mười tiểu tùy phiền não thì gọi là độc hành, không phải chủ, thuộc vào năm bộ hoặc phải do kiến đạo và tu đoạn đạo. B. Làm duyên sanh thức, năm thức trước đều lấy năm căn làm câu hữu y, tăng thượng duyên mà phát sanh. Vậy thức thứ sáu cũng phải có chỗ dựa làm câu hữu y, tăng thượng duyên mới phát sanh được. Vậy câu hữu y là tăng thượng duyên của thức thứ sáu là gì, nếu không phải mạt na? C. Tư lương gọi là ý. Thế kinh nói tư lương gọi là ý, nếu không có mạt na thì ý tư lương này không có. D. Định vô tâm sai khác. Trong hai định vô tâm là vô tưởng định, chỉ diệt thức thứ sáu và tâm sở của nó. Còn diệt tận định phải còn diệt thêm nhiễm ô ý thứ bảy. Nếu không có nhiễm ô ý thứ bảy thì hóa ra hai định này không khác gì nhau sao? D. Trời vô tưởng ô nhiễm. Trời vô tưởng dứt hết tâm và tâm sở của ý thức. Nếu ý thức đã không còn, mạt na cũng không có, thì trời vô tưởng là cõi còn thuộc trong ba cõi luân hồi, hóa ra không còn ô nhiễm nữa sao? E. Ô nhiễm suốt ba tánh. Trong cả ba tâm thiện ác vô ký của chúng sanh đều là ô nhiễm hữu lậu, nếu không có mạt na thì thiện vô ký làm sao ô nhiễm? Tóm lại, do giáo và lý chứng minh trên đó phải có thức mạt na, sở dĩ trong kinh nhiều khi chỉ nói sáu thức, đó là lối nói theo lối lý tùy chuyển, tức chuyển lý đại thừa rốt ráo mà nói, còn nói theo lý tiểu thừa thì chưa rốt ráo, chứ theo lý rốt ráo phải có đủ tám thức. 32. Đoạn này nói về thức năng biến thứ ba, tức là thức liễu biệt cảnh hay sáu thức trước, gồm có 32 câu tụng, từ câu thức năng biến thứ ba đến câu khi ngủ mê chết ngất, được chia làm 9 môn đại giải. Môn sai biệt, thức năng biến thứ ba và liễu biệt cảnh thức cũng là 6 thức dựa theo 6 căn mà đặt tên. Thức dựa nhãn căn phát sanh gọi là nhãn thức, thức dựa nhĩ căn phát sanh gọi là nhĩ thức, vân vân. Và vì nó dựa 6 trần mà phát sanh nên cũng có thể gọi là sắc thức cho đến pháp thức. Nhưng khi đã được tự tại như Phật thì chỉ nhãn thức cũng có thể duyên hết thảy trần, cho nên dựa trần mà đặt tên sắc thức, thanh thức, vân vân không ổn. Năm trần cũng là pháp, nhưng không nói mắt thấy pháp mà chỉ nói thấy sắc, vì sắc thanh là cuộc hạn nên chỉ mỗi thức duyên, còn pháp trần là chung, chỉ có ý thức mới duyên được. Căn đủ năm nghĩa. A. Ý căn, tức dựa sáu căn câu hữu. B. Phát căn, từ sáu căn phát ra. C. Thuộc căn, lệ thuộc vào căn, căn mạnh thấy sáng, căn hỏng thấy mờ. D. Trợ căn, giúp cho căn tỏ rõ. E. Dư căn,
duyên đúng như cảnh của căn, môn tự tánh là hành tướng sáu thức, đều lấy diệt liễu biệt làm tự tánh và hành tướng. Cảnh có ba là tánh cảnh, đới chất cảnh, độc ảnh cảnh. Tánh cảnh cũng gọi là thật cảnh, cảnh có thật gồm có hai. A. Thắng nghĩa tánh cảnh hay vô chất tánh cảnh, tức là chân như thật tánh. Cảnh này chỉ do trí chứng, chứ không do thức phân biệt. B. Thế tục tánh cảnh hay hữu chất tánh cảnh là cảnh có thật, do nhân duyên chủng tử phát sanh, chứ không phải do chủ quan phân biệt biến hiện, như năm trần của năm thức duyên hay như cảnh trong định. Cảnh này tuy có thật nhưng là thật theo nghĩa tương đối thế tục, chứ không phải theo thắng nghĩa. Theo thắng nghĩa thì năm căn, năm cảnh và thức cũng chỉ là giả quyển. Thức thứ tám và sáu thức trước duyên được hữu chất tánh cảnh này. Độc ảnh cảnh là cảnh ảnh tượng của riêng ý thức duyên có hai. A. Hữu chất độc ảnh là cảnh ở lúc này chỗ này không có, nhưng ở lúc khác chỗ khác có, như ý thức hiện tại nhớ lại cảnh đã trải qua. B. Vô chất độc ảnh là cảnh ở lúc này chỗ này không có, mà ở lúc khác chỗ khác cũng không có, như lông rùa sừng thỏ hay cảnh tưởng tượng của ý thức bịa ra. Khi chưa chứng chơn như tánh cảnh mà ý thức biến ra tướng chơn như để quán cảnh, cũng thuộc cảnh vô chất độc ảnh này. Đới chất cảnh là cảnh thức biến có mang theo chất liệu bên ngoài có hai. A. Chơn đới chất là cảnh lấy tâm duyên tâm, như ý thức duyên hết thảy tâm, tâm sở, mặt na, duyên kiến phần đệ bát. B. Tợ đới chất là lấy tâm duyên sắc, cảnh này chỉ là cảnh của độc đầu ý thức, là cái tướng mà ý thức gán thêm lên trên sự vật, như phân biệt cái bàn, cái ghế, mắt chỉ thấy hiển sắc, hình sắc, thân chỉ đụng chạm cứng, trơn, mũi chỉ ngửi thấy mùi gỗ, vân vân. Thế là độc đầu ý thức lại thấy đó là cái bàn, trong khi thấy tướng cái bàn, tướng đó vẫn mang theo hiển sắc, hình sắc, vân vân, cho nên gọi là đới chất. Môn ba tánh là thiện, ác, vô ký. Sáu thức đều có đủ, nhưng có ý kiến cho năm thức có đủ ba tánh là do ý thức đạo dẫn. 33. Môn tâm sở tương ưng. Ý thức thứ sáu có đủ 51 tâm sở tương ưng. Đó là năm biến hành, năm biệt cảnh, 11 thiện, sáu căn bản phiền não, 20 tùy phiền não và 4 bất định. Có 5 thức thì tương ương 34 thứ tâm sở là 5 biến hành, 5 biệt cảnh, 11 thiện, 2 trung tùy, 8 đại tùy và tham sân si. Các tâm và tâm sở đều là pháp duyên sanh. Nó đều có tương quan với nhiều phía, nên sau khi luận giải thích danh nghĩa các tâm, tâm sở, tiếp theo còn phân biệt mặt tương quan khác của nó, gọi là pháp phân biệt các môn. Như môn tùy cảnh lập danh, môn câu sanh hoặc phân biệt khởi, môn tự loại tương ưng, môn cùng các thức khởi, môn tương ưng các thọ, môn ba tánh, môn ba học, vân vân. 34. Mười chân như, chơn như là thật tánh của tất cả pháp, không hư vọng là chơn, không biến đổi là như. Thứ nhất, biến hành chơn như. Biến hành nghĩa là có mặt khắp mọi pháp. Chơn như vốn không có hai, có ba, huống gì có mười. Sở dĩ chia có mười chân như là tùy chỗ chứng ngộ cạn sâu sai khác mà chia. Biến thành chơn như là chính, tức nói tánh chơn như biến khắp các pháp. Chơn như đồng nghĩa với chữ vô di ở các nơi khác nói, như Kinh Kim Cang nói, nhất thiết hiền thánh đều cho chứng ngộ vô di cạn sâu mà chia ra nhiều địa vị sai khác. 35. Chữ di thức nguyên chữ phạn là vinati matata vinati, tàu dịch âm là tỳ nhã để, dịch nghĩa là thức. Chữ matata tàu dịch âm là ma đát lạc đa, dịch nghĩa là duy. Thức là liễu biệt, nhận biết. Liễu là liễu tri, biệt là biệt chỉnh cảnh.
tức liễu tri mỗi mỗi cảnh riêng biệt, như nhãn thức liễu tri sắc, nhĩ thức liễu tri thanh, vân vân. Thức nói một cách tổng quát là gồm đủ năm vị, tức năm mặt: một, thức tử tướng, tức tám thức tâm dương; hai, thức tương ưng, tức sáu vị tâm sở; ba, thức sở biến, tức hai phần kiến và tướng; bốn, thức phận dị, tức 24 giả pháp bất tương ưng hành, chúng chỉ là giả tướng sai biệt giữa sắc và tâm; năm, thức thực tánh, tức chân lý chân như thật tánh của bốn thứ trên. Như vậy, thức thực tánh là lý, còn bốn thứ trên là sự. Năm vị pháp này là bao quát hết thảy pháp thế gian, xuất thế gian, hữu chi vô chi, hữu lậu vô lậu, chúng đều không lìa thức, đều là biểu hiện của thức, nên gọi là duy thức. Mỗi mỗi hữu tình từ vô thủy vốn có tám thức, sáu vị tâm sở, các pháp sự lý như vậy, chúng chỉ hiện hữu được trên thức. Ngoài thức ra thì không có hiện hữu nào hết, nhưng ngoài thức ra thì ta không thể biết có gì cả. Nếu ta tưởng tượng có một hiện tượng gì ở ngoài thức, thì nó cũng là thức biến, vì nó là tướng của thức tưởng tượng ra. Duy có ba nghĩa: một, nghĩa giản trì, giản là giản biệt, kén chọn, bỏ đi có tánh phủ định, giá thuyên, bỏ đi cái gì? Bỏ đi hai chấp ngã và pháp thực có. Trì là giữ lấy, có tính khẳng định, biểu thuyên. Giữ lấy cái gì? Giữ lấy thức tướng y tha khởi và thức tánh duyên thành thật. Các pháp y tha duyên khởi là tướng của thức. Hai không, ngã không, pháp không, hiển lộ duyên thành thật tánh là tánh của thức. Hai, nghĩa quyết định. Luận biện Trung Biên nói: thử trung định hữu không, ư bỉ diệt hữu thử. Nghĩa là trong thức tướng y tha duyên khởi, thuộc tục sự này quyết định có thức tánh do hay không hiển lộ thuộc chân lý kia. Vì chân không lìa tục mà có, ngược lại trong chân lý hay không kia quyết định có tục sự y tha duyên khởi này, vì tục không thể lìa chân mà có. Như vậy thức vừa có nghĩa giá và biểu, giá thì ngăn chặn loại trừ ngã và pháp thực có ở ngoài thức, biểu thì biểu thị thức tướng y tha khởi và thức tánh duyên thành thật. Sự và lý, tục và chân, hai mặt quyết định gắn liền với nhau của thức. Ba, nghĩa hiển thắng. Thắng là hơn, là thù thắng, nhằm chỉ cho thức tâm dương hơn là cho thức tâm sở. Mỗi khi nói duy thức, khi nói duy thức là chú ý nói duy thức tâm dương. Trong ba nghĩa trên, trong duy thức thường chỉ dùng nghĩa thứ nhất. Chú thích số 35 này là dựa theo lời giải của Thái Hư Đại Sư.